Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ nhận mạnh, dù Thừa Thiên Huế là địa phương không nằm trong nhóm có nguy cơ cao thì công tác phòng chống dịch bệnh vẫn là nhiệm vụ cấp bách của tỉnh trong thời gian này. Chủ tịch cũng yêu cầu các cấp ngành chuẩn bị tốt các phương án có giải pháp phù hợp vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội sau khi dịch bệnh được đẩy lùi. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo tập trung phân tích, thảo luận việc duy trì các chốt kiểm soát y tế, chi trả gói an sinh xã hội, thực hiện nghiêm phương pháp giãn cách xã hội, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, chuẩn bị những điều kiện sẵn sàng sản xuất kinh doanh sau khi dịch bệnh được đẩy lùi. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhận mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh trong thời gian qua trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, đến thời điểm hiện tại không còn ca nhiễm COVID-19 nào, tuy nhiên không vì thế mà công tác phòng chống dịch bệnh lơ là chủ quan. Thừa Thiên Huế là địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ thì công tác phòng chống dịch bệnh vẫn là nhiệm vụ cấp bách của tỉnh. Chính vì thế, các cơ quan ban ngành phải luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ với các sự cố có thể xảy ra. Tiếp tục thắt chặt phòng ngoài đến hết ngày 30 tháng 4. Với vòng trong có nguy cơ thì vẫn tiếp tục kiểm soát trong 2 ngày tới, đến khi các công dân từ nước ngoài trở về hết cách ly tập trung. Về gói an sinh xã hội cho người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng đây là một chính sách rất nhân đạo nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Chính vì vậy, các cơ quan ban ngành cần phối hợp triển khai đồng bộ để chính sách đến tận tay người dân, đúng người, đúng đối tượng. Ngành giáo dục và du lịch cần có kịch bản đề xuất các địa phương để đưa ra các tiêu chí đủ điều kiện để học sinh đi học lại, cũng như các cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn đang còn diễn ra, tuy nhiên, không vì thế mà công tác thu hút đầu tư dừng lại. Tỉnh đang phấn đấu khởi công 15 dự án lớn trong năm 2020. Chính vì vậy, các sở ban ngành địa phương cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai các dự án sẽ được khởi công, vận hành sau khi